một cậu nhóc dịch chuyển xuyên không gian thời gian và cậu nghịch ngu dịch chuyển luôn sang ngày tận thế và bị mắc kẹt lại đó vài chục năm. May mắn cậu tìm được cách biến về, báo cho mọi người để mọi người chống lại tận thế. Ở giữa đó là một cuộc đánh nhau với một tổ chức bảo vệ thời gian kiểu TVA trong Loki, cùng một câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn với tuyến nhân vật đa dạng, nhiều màu sắc và có chiều sâu. Tất cả sẽ có trong The Umbrella Academy, Học viện Ôi Dề. Đây là mùa 1, câu chuyện bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 1989. 43 người phụ nữ trên thế giới ăn nhầm cơm của Thánh Gióng, khiến bụng họ lớn nhanh như thổi và tòi ra 43 đứa trẻ ngay trong ngày hôm đó. Một cha tỷ phú lập dị tên là Reginald Hargreaves đã nhận nuôi 7 trong số 43 đứa trẻ và huấn luyện chúng trở thành siêu anh hùng. Và thế là Học viện Ôi Dề được thành lập, với nòng cốt là 7 hạt giống đỏ mà Hargreaves thu nhận. Hạt giống đỏ được sắp xếp dựa theo độ hữu dụng của chúng. Anh cả số 1, Spaceboy Luther, anh em của Space Speaker, khả năng là siêu cường siêu bền, cộng thêm quả body khỉ đột có được do ông bố Hargreaves tiêm huyết thanh khỉ đột vào người anh khi anh suýt chết trong một lần là nhiệm vụ. Sau nhiệm vụ này thì anh bị ông bố tống lên mặt trăng, chả biết vì lý do gì, và chỉ trở về để điều tra khi nghe tin ông bố đã mất. Luther tìm cách bộc trực, tin vào công lý và hướng tới hình mẫu siêu anh hùng lý tưởng. Số 2, The Kraken, Diego, người ném ra không triệt phát nào, vì anh có thể điều hướng mọi thứ mà anh ném ra. Tuy đã bỏ học viện ô dù nhưng Diego vẫn theo con đường làm siêu anh hùng. Anh sớm trở thành Batman, nhưng dùng da và nghèo. Diego thì xung khắc với Luther, được cái là sống tình cảm và cũng có máu làm siêu anh hùng. Khi ông bố Hargreaves, đọc khó quá, tôi đọc là Ha nhé. Khi ông bố Ha vòng mạng, Diego cũng trở về mái nhà xưa cùng anh chị em. Số 3, The Rumor, chị gái Allison. Một diễn viên Hollywood nổi tiếng, gái một còn trong mòn còn mắt. Allison có mối quan hệ tình cảm với Luther từ bé nhưng mà cũng chả đi đến đâu vì ông Hà cấm tiệt. Năng lực của cô là khả năng thôi miên người khác bằng câu nói: "Ê, mày biết gì chưa?" Allison được Luther thuyết phục, một phần cũng vì muốn cứu đứa con gái của mình nên cô tham gia vào hành trình giải cứu thế giới. Số 4, The Seon gì đấy, nói chung là Claw. Tiến bịp phiên bản Shopee, tức là vừa nghiện vừa ngu, nhưng năng lực thì khá là xịn. Có năng lực kiểu hơi Phan Thị Bích Hằng, đó là gọi hồn người chết, nhưng mà người chết cũng không cho anh con số lô số đề nào mà chỉ khiến anh sợ vãi cả linh hồn. Hồi nhỏ ông này từng bị bố ném vào nghĩa địa để cho quen với ma quỷ, mình niệm luôn. Nhưng Claw không thể quen với các hồn ma và kiểm soát năng lực nên anh xa vào cần tây và cỏ Mỹ để quên đi những hồn ma ám ảnh mình. Sau này Claw unlock được khả năng bá đạo mà tôi sẽ kể ở phần sau của phim. Claw có tính cách quái dị, về cơ bản là không quan tâm đến cái chết của ông già anh, nhưng anh vẫn có sự yêu quý nhất định cho anh chị em của mình và cũng không có động cơ đáng kể nào để cứu thế giới vì ông là nghiện. Đúng rồi, đâu phải là có siêu năng lực là cứu thế giới. Số 5, The Boy. Thanh niên này không có tên, không phải Hawkeye nên anh không có tên, punchline and shit. Số 5 có gắn sẵn vài cái tốc biến trong người, giúp anh có thể đi xuyên cả không lẫn thời gian. Nhưng mà dùng tốc biến quá nhiều thì cháy máy tịt động cơ. Trong một lần chơi dại, số 5 tay lè đến tương lai vào đúng ngày tận thế và bị kẹt ở lại suốt vài chục năm, cho đến khi anh được kết nạp và trở thành cu li cho một tổ chức bảo vệ dòng thời gian tên là Commission. Số 6, The Horror, Ben, khả năng là triệu hồi một cái xúc tu loli từ trong bụng bằng ngoài cháo vô cùng nghệ chó. Quật thì khá là đau nhưng mà mỗi tội Ben chết rồi. Chỉ có hai người biết được là Ben đã chết thế nào. Người thứ nhất là tác giả, người thứ hai là chúa, chắc thế. Anh chàng này bạn không cần quan tâm nhiều, chỉ biết là ông này gắn chặt với Claws vì kiểu Claws nói chuyện được với người chết. Số 7, Vania, con kiều đen của học viện. Vì cô không có siêu năng lực gì, từ bé đã phải chịu sự phân biệt của anh chị em vì không có siêu năng lực. Vania dần mặc cảm tự ti và phải sử dụng thuốc an thần. Khi lớn cô này viết hẳn một cuốn sách bác phốt căn nhà hồi xưa, public hết cái sự hà khắc cay nghiệt của ông già. Spoil, cô này là mấu chốt của mọi vấn đề. Sau phần giới thiệu nhân vật thì đây là Học viện Ôi Dề. Nhiều năm trước, các hạt giống đỏ sống chung với ông Boha, cùng người mẹ robot Grace và quản gia Pogo, aka một con khỉ già. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6 được Ha đào tạo khắt khe để trở thành những người hùng giải cứu thế giới, trong khi số 7 thì luôn là kẻ thua cuộc, phải ghen tị nhìn anh chị mình. Ông đào tạo lũ trẻ, dạy chúng cạnh tranh với nhau và quất chúng bằng mấy cái tha thù. Đứa bị tha thù thì đau vỡ lờ, đứa không bị tha thù thì ước mình bị tha thù đau vỡ lờ. Nhưng mà dù có siêu năng lực hay không thì cũng phải đến tuổi nổi loạn. Một ngày nọ, thằng nhóc số 5 muốn thách thức thời gian bằng kỹ năng của mình, nhưng mà ông bố nó không cho. Nhưng mà nó mặc kệ, nhảy xuyên không liên tục, rồi cắm đầu cắm cổ nhảy luôn sang ngày tận thế. Và lần này thì số 5 không thể nhảy về được nữa. Sau sự biến mất của số 5, số 6 là Ben cũng nói gót ra đi, nhưng mà là đi về cõi âm, không rõ lý do. Trước sự đau buồn này thì ông Hà vẫn bắt lũ trẻ tiếp tục như thể chưa có gì xảy ra. Và sự hà khắc thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Ông thậm chí còn ném Claws vào nghĩa địa cho quen mùi đất. Không chịu được sự tàn nhẫn của ông già, lũ trẻ lần lượt rời đi, trừ số 1. Nhiều năm sau khi ai cũng đã có cuộc sống riêng thì ông già Hà đột nhiên qua đời vì có một trái tim không dùng Simply. Việc này kéo gia đình siêu nhân trở lại học viện. Luther và Diego điều tra cái chết của bố. Allison thì ở đây để hoài niệm. Vania thì vẫn là người thừa vì chả ai để tâm đến cái đứa vô năng, trừ ông quản gia Pogo. Thế còn Claws, Claws về nhà thó cái hộp bằng vàng của ông già vừa ngỏm để có tiền làm vài đường kè kẻ vài đường bột. Nhưng mà như đã nói ở trên, bố này đã nghiện còn ngu, cũng luôn nhật ký của ông già và để nó rơi vào một tay kẻ khác, giọng nguy hiểm các thứ. Và hồi 16:30 chiều, Luther triệu tập hội nghị gia đình bất thường để kỷ luật một đồng chí nào đấy trong học viện vì Luther tin rằng một hạt giống đỏ đã mưu sát ông già Ha vì thừa kế, vì thù hận hoặc là vì lòng đố kỵ.
đang nói chuyện thì đột nhiên một cái âm hộ màu xanh bự tràng xuất hiện trong không khí. Và số 5 chui ra từ đó với thân hình trẻ con như ngày cậu mất tích. Cậu bảo là mình đến từ tương lai và tận thế sẽ đến trong 8 ngày nữa. Tiết lộ luôn cái chết của các thành viên trong học viện. Thằng anh Luther còn nắm chặt con mắt giả của ai đó trước lúc chết, rất là mờ ám. Số 5 tin rằng con mắt của kẻ này đã gây ra tận thế. Mặc kệ mọi người còn bán tí bán nghi chứ biết làm gì, số 5 tìm đến nơi sản xuất con mắt và ngồi rình. Cậu rình lâu đến nỗi flashback luôn về quãng thời gian sinh tồn hậu tận thế của mình, từ khi còn là một cậu bé bị kẹt lại mấy mươi năm cho đến khi biến thành một ông già. Ông già đang tự sự với con mannequin thì một bà già xuất hiện trước mặt ông già, tự xưng là The Handler, aka người quản lý, người xử lý hay là cái đéo gì đấy, bất kể là cái trang web lậu đó bạn xem. Nhưng mà tôi gọi là Cruella vì nhìn giống, được chưa? Cruella làm việc cho Commission bằng việc du hành những các vali thời gian, tổ chức Commission tiêu diệt những kẻ làm sai lệch dòng thời gian, giống kiểu TVA trong Loki. Số 5 được offer làm việc tại Commission vì kỹ năng sinh tồn và vượt thời gian. Dĩ nhiên là ông già đớp vội cái offer và trở thành tay sai cho Commission duy trì trật tự. Nhưng mà bố lừa chúng mày đấy. Số 5 tay lên về thời điểm 8 ngày trước tận thế, chống lệnh của tổ chức để cố ngăn chặn ngày tàn của nhân loại và cũng để gặp lại anh chị em của mình. Nhưng mà do sai sót tính toán gì đó nên là body của ông được một vé về tuổi thơ. Commission phát hiện ra số 5 làm trò con bò nên là cử hai đặc vụ tinh nhuệ nhất đến giải quyết. Anh đùng rửa hay rồ và chị ra đèn cha cha. Cả hai nhanh chóng lần ra học viện ô dù và quyết đến đó đập cho số 5 quên tên ông bà già luôn. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Số 5 đéo có nhà. Vì cậu đang bận rình xem ai sẽ mua con mắt ngàn năm và gây ra tận thế. Tại học viện, học gia đình chẳng đến đâu nên lù thở lại ới cả lũ vào họp tiếp. Lần này là họp vì người mẹ robot Grace. Lại họp, họp đeo lắm vãi lìn. Luther và Allison phát hiện bà mẹ robot đã không cứu ông già Hà lúc ông đang hấp hối, nên họ đòi ngắt mạch Grace. Diego ra sức bảo vệ người mẹ đã chăm sóc anh. Colos và Vania thì không muốn ăn dao của Diego nên là cũng bảo vệ mẹ. Đúng đấy, chúng nó yêu mẹ thật. Đang bầu bán hăng say thì Hazel và Cha Cha xuất hiện, chơi dung tăng dung rẻ cùng gia đình siêu nhân. Cha Cha bị Diego găm dao vào mông phải. Luther bị trùm đèn trần hiếp dâm lỗ đít, lộ ra body khỉ đột mà anh vẫn cố giấu mọi người. Vania thì bị Hazel tát cho to đầu. Còn Colos bị bọn đặc vụ tóm được trong tình trạng lõa thể. Vì nghĩ rằng tóm được người nhà của số 5 thì sẽ có ích. Vania sau khi vớ được cái tát của anh đùng rửa Hazel thì lại vớ được một anh trai khác tên là Leonard. Thật ra Leonard này tốt và lờ, hiền lành tử tế, có nụ cười tỏa nắng nên là Vania thích lắm. Nhưng mà thiếu lý tàng đao, tên Leonard không đơn giản như thế. Hắn quyến rũ Vania, tẩy não cô từ từ rồi xúi cô bỏ đống thuốc an thần. Vania nghe theo và thấy đời mình sáng sủa hơn bao giờ hết nên lại càng chìm đắm vào Leonard. Trong buổi thử vai cho vị trí kéo đờn bằng phép màu nào đó mà tôi sẽ không spoil là năng lực của Vania, cô đã làm giám khảo phê đứa đử. Vania vui vẻ trở về thì gặp Allison trên đường. Hai chị em chia sẻ tâm sự các thứ, tình chị em khăng khít keo sơn. Allison theo em gái về nhà và phát hiện Leonard đang theo đuổi Vania. Người thấy vấn đề nên Allison đi mọi thông tin về Leonard ở thư viện và cô tìm được cái gì đó. Trong khi đó bọn đặc vụ mang Claws về hang ổ, siết cổ cậu suýt phật cả cứt. Thật, nếu bạn hiểu tôi đang nói gì. Thằng em Ben thì vẫn cứng hồi cười vì sắp có thêm bạn mới. Claws vẫn kiên quyết không khai cho đến khi bố lên cơn nghiện, lũ đặc vụ lấy kẹo làm mồi nhử, ép anh khai tại vị trí của số 5, người mà vừa tóm được tay nhân viên ở nhà máy sản xuất mắt giả và bắt hắn dẫn mình đi lấy thông tin về con mắt. Số 5 tức tốc đến nhà máy, nhưng lũ đặc vụ nhanh chân hơn nhờ thông tin của Claws, chúng hỏa thiêu nhà máy và tách đi êm tịt. Cả hai ngồi yên vị tại một cửa hàng đầu nớt, nơi mà anh đùng rửa fall in love với bà nhân viên áo màu hương. Khi họ trở về hang ổ, Claws đang làm lễ xưng tội cho vài chục hồn ma của những người bị hai tên đặc vụ giết. Anh quay sang đá đẻ bọn Hazel và Cha Cha, khiến chúng hoang mang phải chui vào nhà vệ sinh hội y chiến thuật. Claws tận dụng cơ hội này xử đi thành công với cái vali thời gian của bọn đặc vụ. Nhưng mà tay máy tới đích nào anh lại du hành tới chiến tranh Việt Nam năm 1968 và dành 10 tháng ở nơi những bụi cây biết xây AK và thét to đụ má mày. Trở về thực tại trong bộ dạng tàn tạ, Claws ngay lập tức đập nát cái vali rồi lê cái mông nhiệt đới về học viện. Sau thất bại trong việc tìm ra chủ nhân con mắt, số 5 trở về nhà và phát hiện Claws đã du hành thời gian, biết luôn là Claws đã phá hủy cái vali. Phán đoán được tình hình, cậu và Luther hẹn gặp Hazel và Cha Cha, đòi bọn chúng liên lạc với Cruella. Đổi lại thì họ sẽ trả lại cái cặp. Dĩ nhiên là cặp fake thôi nhưng mà bọn kia biết đâu. Nhưng mà bất ngờ chưa, Claws và thằng anh Diego đến phá đám. Cuộc tranh chấp trường ngã ngũ thì chợt thời gian bị dừng lại và Cruella đến. Bà già mời số 5 về làm quản lý tại Commission. Đổi lại thì gia đình anh sẽ sống sót sau tận thế. Số 5 đồng ý cùng Cruella tới Commission, bỏ lại hội ba anh em vừa thoát đi khỏi đám đặc vụ. Trở về nhà, Luther gọi thêm Allison và bắt đầu họp hành về tận thế và cái chết của bố. Lại họp, bố thứ ba đấy. Nhưng mà từ từ nào, Claws vừa mới có một giấc mơ. Cậu mơ thấy ông bố Hà, ông già tiết lộ sự thật rằng ông biết về tận thế và chính ông đã tự sát để lôi gia đình siêu nhân về tụ họp với nhau. Ai chả, plot twist quá nhỉ. Mày có biết gì plot twist hơn không?
Không, nhà tài trợ của video này là Trùng Cuối, shop bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer, nơi chúng tôi có đủ loại áo từ anime, phim, game. Thêm vào đó chúng tôi còn bán tranh cực kỳ đẹp, và tới nay còn có thêm rất nhiều sản phẩm hay ho nữa. Trong tháng 9 các bạn có thể nhận về cực kỳ nhiều ưu đãi khi mua hàng, nên là link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với video thì anh đầu chọc đói chỉ biết khấn bái thần linh. Quay lại với plot twist của phim, bố này thật ra là người ngoài hành tinh, đã rời bỏ quê nhà và người vợ thân yêu vì cả hai đều đang hấp hối. Ông già Hagrid tới trái đất và mang theo đống tinh trùng phát sáng, có vẻ chính là thứ đã tạo nên 43 đứa trẻ bất thường. Ok, thế thôi, đã chia xong tài sản ông già, giờ còn vấn đề tận thế thôi. Trong khi đó, số 5 tới trụ sở của Commission, chiếm được lòng tin của Cruella, rồi gửi lệnh lừa Cha-Cha và Hazel để chúng trừ khử lẫn nhau. Và kế hoạch này bị Cruella phát hiện, nhưng số 5 lại cái tay để lại quả nết, chết còn đi mẹ Cruella. Rồi cậu thó chiếc băng lì thời gian, tái đi nhanh chóng, nhảy về đúng lúc cả nhà đang họp gia đình. Từ manh mối lấy được ở Commission, họ biết được kẻ gây ra tận thế chính là Harold Jenkins. Là nào nhỉ? Chịu, hỏi ông chủ nhà của tôi xem. Không, thật ra Allison đã tìm ra Harold chính là Leonard, thằng cha đi cùng Vania mấy ngày hôm nay. Và Allison một mình mò tới hang ổ của Harold. Nhưng mà hắn là ai và có gì để gây ra tận thế? Ngày 1 tháng 10 năm 1989, tức là ngày 43 đứa trẻ ra đời bất thường trên thế giới, Harold Jenkins cũng chui ra từ nước ối vào ngày hôm đó. Nhưng mà cậu được sinh ra hoàn toàn bình thường, tức là bố mẹ cậu trịch nhau bình thường ấy, xong rồi các thứ ấy. Nhưng mà quan trọng là mẹ hắn qua đời sau khi sinh, bỏ lại Harold lớn lên cùng ông bố hay bạo hành, bị đánh nhiều quá khiến Harold nghĩ mình cũng có siêu năng lực, nên là cậu khát khao được vào học viện ô dù, làm không lo làm, suốt ngày ô với dù này. Harold đã thử tìm đến ngài Hagrid với hy vọng tràn trề, nhưng lại bị đá đít thẳng thừng. Có phải mình chưa hoàn hảo? Cậu tự hỏi mình như thế. Để trả lời câu hỏi này thì Harold giết luôn thằng bố hay bạo hành để trở thành mồ côi toàn tập. Mồ côi tự nhiên thì người ta gọi là Hokage, mồ côi nhân tạo thì vào tù. Sau 12 năm bóc lịch, Harold được tái hòa nhập cộng đồng đúng bức ngày ông già Hagrid tử nạn. Mang nỗi căm hận học viện ô dù, Harold dí theo Claws và biết được những bí mật mà ông già đã chôn giấu về năng lực của Vania. Hắn từ từ tiếp cận Vania và tận dụng sức mạnh của cô gái. Sức mạnh của Vania là gì thì từ từ tôi kể. Leonard giờ thì đang dẫn Vania đi chill để khám phá năng lực của cô, nhưng mà gặp ngay bảng chó cao to đen hồi ở quán ăn. Chúng tẩn Leonard vì kiểu anh là kẻ phản diện, nhưng mà Vania có biết đâu, chỉ biết là mấy thằng chó đang động vào người yêu tao. Trong cơn giận dữ, cô đánh một quả giấm văng hết cả nước mưa, văng luôn hai thằng vào nhà xác, một thằng vào nhà thương. Leonard mất một con mắt nhưng mà giữ được cái mạng. Sáng hôm sau, hai người trở về hang ổ của Leonard. Allison tìm đến và cố báo cho Vania rằng Leonard là Harold Jenkins và hắn cầm phẫn học viện ô dù. Nhưng Vania không tin lời chị gái, vì cả đời cô chỉ tin vào hai thứ: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và tình yêu của Leonard dành cho mình. Bất lực trước em gái, Allison đành phải xài thuật chiêu cuối cùng, rebuttal bằng phách. Cô tiết lộ thật ra Vania không hề vô năng, năng lực của cô là chuyển hóa âm thanh thành năng lượng, gây tác động và sát thương lên những thứ ở xung quanh. Khá là giống mẹ tôi. Tuy nhiên năng lực của cô quá mạnh và quá khó kiểm soát, nên Hagrid phải nhốt cô vào phòng vô vọng, để cô vô vọng theo cả hai nghĩa. Ông bắt Vania dùng thuốc an thần để chèn ép năng lực, đã thấy có lệnh cho Allison thôi miên để em gái, để Vania tin rằng mình thực sự vô năng. Vania cứ thế nghĩ mình vô dụng mà lớn lên, sống trong sự ghẻ lạnh và dần trở nên mặc cảm, nhận ra Allison tiếp tay cho ông già. Tình chị em dạn nứt từ đây. Vania vô tình bộc phát sức mạnh, cớ cổ Allison như con gà đêm 30 Tết. Thấy cô chị đang ngắc ngoải trên sàn, Vania định bảo chị ơi chị đừng ngắc ngoải nữa, thì Leonard trở vào và dẫn cô đi. Hên là Luther đến kịp rồi giấc Allison về dinh. Allison may mắn tỉnh lại vì con em gái Vania cắt thịt gà chưa quen tay, nhưng mà cổ cô đã bị thương rất nặng. Và giờ cả học viện đã biết Vania có sức mạnh, mạnh đến nỗi có thể hạt kiếp đỏ đen. Vania sau vụ cắt cổ chị gái thì được dắt díu về nhà Leonard. Cô tình cờ phát hiện quyển sổ của ông bố Hagrid mà Leonard đã thó từ Claws và biết được sự thật về thằng chó Leonard. Bố này thì vẫn cố già mồm dẫn dụ, nhưng mà Vania đéo nghe, xả luôn stress lên người Leonard. Sau đó thì trở lại học viện, gia đình siêu nhân thấy yên chí vì Leonard đã tỏi, nhưng mà cả nhà vẫn rén Vania. Thế là Luther lại nhốt Vania vào phòng vô vọng. Và giờ thì Vania thực sự vô vọng, vì những người cô tin tưởng lại phản bội mình. Luther thì EQ thấp vãi, đéo biết cảm thông. Ừ thì anh là nhất, anh có chim khỉ đột, anh không phải nói chuyện với hồn ma, anh không phải cứu đen của gia đình, anh là số 1, anh là nhất. Mặc cho Claws, Diego và cả Allison ngăn cản, Luther đã có quyết định của mình. Về phần Vania, quá sợ hãi và tuyệt vọng, cộng thêm sang chấn tâm lý từ ký ức hồi bé, Vania chuyển hóa âm thanh từ nhịp tim, phát ra năng lượng cực mạnh, phá hủy phòng vô vọng, phá hủy cả học viện, phá hủy luôn quãng đời hưu trí của con tinh tinh biết nói chuyện vì ông đồng lõa với lão già Hagrid. Sau đó cô thản nhiên tới buổi hòa nhạc của mình, buộc gia đình siêu nhân phải dí theo vì họ biết Vania chính là tận thế. Về phía Commission, bằng phép màu của nhà làm phim, Cruella sống sót được quả nết của số 5 và trở lại gặp hai đặc vụ Cha-Cha và Hazel. Biết rằng gia đình siêu nhân sẽ ngăn chặn Vania, Cruella lệnh cho Hazel và Cha-Cha phải bảo vệ Vania để tận thế diễn ra suôn sẻ. Nhưng mà Hazel phản bội, khử Cruella rồi chuồn đi cùng bạn tình cùng chiếc vali thời gian.
Còn mỗi chà chà cùng đám dâu ria của Commission xông vào phá đám buổi hòa nhạc, nơi mà đám anh em Ozu cũng đang làm điều tương tự. Học viện Ozu đối đầu đặc vụ thời gian, trong khi của bom Vania vẫn đang dùng cây violin để sạc năng lượng. Giữa lúc nguy cấp, Claws đánh đổi vận mệnh, unlock super power, giúp thằng em Ben 10 khai phá thiên cơ, quật chết hết lũ tép diu. Diego thì tát chà chà về mồm. Nhưng cái chính là quả bom Vania đã sẵn sàng. Cổ kẻ một đường phá hủy mặt trăng. Các mảnh vỡ của mặt trăng bắt đầu tan pha trái đất. Và tận thế bắt đầu. Trước tình hình cấp bách, số 5 quyết định tè lè cả bọn về quá khứ để thông nã Vania. Và cảnh báo ông già Hagrid đừng có làm trò con bò với cô. Vì còn hư là tại cha, tận thế chung quy là do giáo dục gia đình. Và đó là kết thúc của The Umbrella Academy phần 1. Phần 2 tưởng sẽ là tuyển tập quà tặng cuộc sống cho Vania nhưng mà không. Nó lại là một ngày tận thế khác đang đón chờ học viện Ozu. The Reviewer sẽ sớm lên cho anh em quả recap phần 2 cực cháy để xóa mù diện rộng trước khi mùa 3 diễn ra. Vania dễ dàng phá vỡ đạn xe tăng, Claws gọi được cả một binh đoàn người chết, gọi luôn cả thằng em Ben 10 cùng mấy cái dâu bạch tuộc, Luther thì bật nhảy siêu cao và chắn nạn bằng lưng, Allison thao túng thực tại và làm đầu ba anh lính nổ như Big Bang vị dưa hấu, Diego thì điều hướng những viên đạn bắn về phía anh, nhưng tận thế đã bắt đầu với một cây nấm khổng lồ, thổi bay mọi thứ. Chuyện gì đã và đang xảy ra, tất cả sẽ có trong học viện ô buồn mùa 2, tôi sẽ recap bây giờ. Nhắc lại một chút thì ở cuối mùa 1, Vania đã tìm một đường phá hủy mặt trăng. Các mảnh vỡ của mặt trăng đã phá hủy trái đất, nên số 5 tè lè các anh chị em về quá khứ để sửa sai và thống não cho Vania. Tin vui là cả học viện đều rơi về cái hẻm xéo ở Dallas, Hoa Kỳ. Tin buồn là họ bị rơi rớt dọc theo dòng thời gian. Sớm nhất là Claws rơi về năm 1960 và muộn nhất là số 5 rơi về cuối năm 1963. Ngay khi rơi xuống hẻm xéo, số 5 được chứng kiến khung cảnh anh chị em dùng siêu năng lực mà tôi vừa kể vừa nãy. Đang hoang mang thì Hazel ở đâu xuất hiện và lôi số 5 trở về 10 ngày trước tận thế. Ông vừa mới dúi cho số 5 cái gì đấy thì đạo diễn bảo là cắt thôi, không spoil nữa. Thế là bà anh dài Thụy Điển, người của Commission lulu xuất hiện và hạ sát Hazel. Cái cặp thời gian của ông cũng bị hư hại, nhưng may là số 5 thoát được. Cậu mò vào nhà một tay kỳ lạ ở hẻm xéo và phát hiện ra là anh này đã ghi lại thông tin của học viện Ozu khi các anh chị em lần lượt rơi xuống hẻm xéo. Thấy cha này có vẻ hiền lành vô hại, đã thế còn có một cái máy do hiện tượng lạ mà tôi cũng không rõ nguyên lý lắm. Số 5 offer hắn làm cộng sự cứu thế giới với phần thưởng dĩ nhiên là mạng sống của thằng này. Và thế là cộng sự mới Elliot bắt đầu cung cấp intel cho số 5 và những anh chị em của mình. Bắt đầu từ Claws, người vớ được một chiếc Boeing 767, bà này chắc khoảng 67 tuổi. Từ đó gây dựng cho mình cả một giáo phái đạo âm mà không cần Mimosa, đi khắp nơi và lùa được một bầy con trên ngoan đạo. Rõ hơn một chút thì sau khi khai phá thiên cơ ở phần 1, giờ đây Claws và Ben có thể đấm nhau thử cả trò nhập hồn. Tiếp đến là Luther, siêu anh hùng đang dùng body đầy lông để đấm những người bình thường vô tội trên một sàn cá cược do ông chủ của anh điều hành. Thực ra là Luther từng đến gặp ông Bo Hargreaves trong thời này, lúc ông chưa nhận nuôi 7 đứa trẻ, nhưng mà ông già nhất quyết không nhận con, hoặc là ít nhất là cái thằng con lông lá này. Luther thấy đau nhưng về sau cũng phải chịu vì ông Bo có vũ khí bí mật. Vũ khí gì thì lát tôi kể. Allison thì rơi xuống Dallas với tác phẩm của Vania trên cổ vào đúng cái thời điểm mà chó quyền vẫn được xếp trên da đen quyền. May mắn là giờ cô đã có một cuộc sống trong mơ với một ông chồng da đen đội vợ lên đầu. Đấy, qua kỷ niệm cưới này. Allison và anh chồng cầm đầu một nhóm sô-cô-la và sẽ biểu tình để đòi quyền ăn bít xích, uống tinh dầu như người da trắng. Vania thì trở thành vú em cho một đứa thiểu năng, có một người mẹ yêu thương hết lòng và một người bố kiểu không yêu quý Vania lắm. Nhưng cái quan trọng nhất là Vania đã mất trí nhớ nên là cô hay tâm sự với bà chủ và dần dần đem lòng yêu người phụ nữ này luôn. Đúng vậy, LGBT quy cộng. Biết đại khái là thế thôi chứ còn số 5 đi tìm Diego trước. Vì anh biết Diego ở đâu. Diego ở đâu cơ? Nhà trong điên Arkham. Đúng rồi. Diego rơi xuống Dallas vài tháng trước thời điểm John Kennedy bị ám sát. Cũng tại Dallas này, Diego ngu người cầm dao chạy lung tung và chơi trò dân phòng. Mồm thì lảm nhảm là tổng thống Kennedy sắp về với chúa. Thế là anh trai bị bế vào trại, tay nhặt lá chân đá ống bờ, miệng lẩm nhẩm làm thơ con cóc và gặp một cô gái tên là Lila trong trại. Số 5 đến rước Diego đầu tiên, thông báo là sắp có tận thế. Nhưng trong đầu Diego chỉ còn biết là phải cứu Kennedy nên là số 5 kể mẹ mày không rước nữa. Không rước thì bố mày trốn. Nhưng mà chả biết xui rủi thế nào bọn tam tấu Thụy Điển lại tòi ra và dí theo anh. May mắn là có Lila cùng với khả năng chiến đấu mà không biết từ đâu ra của cô thì Diego mới toàn mạng rồi hội quân với số 5 tại nhà của Elliot. Số 5 tìm lại cuốn phim mà Hazel đã nhét vào túi anh trước lúc đăng xuất. Bên trong là thước phim về ngày Kennedy bị ám sát và ở gần hiện trường là ông già Hargreaves đang đứng đấy một cục. Thấy có mùi mắm tôm, Diego cùng số 5 tìm thấy ông già, nhưng mà bị ông già phát hiện và bị xiên cho một phát gãy mẹ luôn. Số 5 chưa kịp gọi dịch vụ tang lễ, nhưng mà may có Lila kịp cứu mạng Diego bằng một cái que hàn và kiểu rất nhiều tình dược. Men tình khiến mắt Diego bị cận 11 độ, loạn 12 độ, nên anh đếch nhìn thấy được là Lila có cái gì mờ ám vãi cả lìn. Nhưng mà số 5 thì vẫn tỉnh táo và mang máng là con mẹ Lila này nguy hiểm ấy, nên là Lila bị đá. Và số 5 đã đúng vãi cả lìn. Vì nói thẳng mẹ ra thì Lila là con gái nuôi của Cruella. Ngay nhỏ thì bố mẹ cô từng bị số 5 sát hại nên là cô cay số 5 lắm. Tưởng thế là rõ sự thật về Lila nhưng mà không, Lila vẫn có cái gì đó rất mờ ám. Muốn biết mờ ám cái gì thì hạ hồi phân giải. Nhắc đến Cruella thì vì bị thiếu nhân vật nên là mẹ này được hồi sinh bất ngờ.
khi trở lại commission thì thanh niên này bị kiểu kỷ luật đảng giáng chức thế thảm, phải phục vụ một con cá vàng và nó biết hút thuốc. Nhưng mà nicotine không chỉ hấp dẫn mỗi thầy ông nội. Về phía Vania, cô rơi vào khủng hoảng căn tính nên rời khỏi trang trại, nhưng trên đường đi thì bị tam thấu Thụy Điển tấn công. Tình thế đang ngàn cân treo sợi bún thì Vania bất ngờ bộc phát năng lực, một giẫm thổi bay ba thằng. Quả giẫm này bị máy dò của Elliot phát hiện, khiến số 5 lần ra vị trí của Vania. Thấy số 5 biết về tam thấu Thụy Điển vừa dí theo mình, Vania cũng hơi tin thằng nhỏ trước mặt. Số 5 update cho em gái một ít thông tin mù mờ, chưa sợ nó lấy lại ký ức thì nó lại đổ sát cả lũ. Đại khái là ông Bo siêu năng lực, yêu thương nhau, cả Boom cũng mấy thời gian mèo ú Doraemon Nhật Bản gì ấy. Xong rồi số 5 dẫn Vania về nhập bọn với Diego. Trong khi đó, nhờ có ông sếp làm to xin được yên tư, Luther biết được địa chỉ của Allison. Anh thì biến Allison vì anh còn yêu cô. Chuyện nói chung là cũng hợp lý hợp tình, mỗi tội là Allison có chồng rồi và chồng cô thì ứ cho. Anh chồng Allison thì tử tế nên là Luther đành rời đi bất lực và đau khổ. Chồng Allison sau đó cũng rời đi nhưng mà nó đi tù, can tội làm ngã người ta trắng. Thế là Allison đành phải nhờ vào ngoài bút của ông bên kịch để tìm được giáo chủ mồng lông Claus, kẻ đang nằm phơi háng trong cái biệt thự của giáo chủ. Và Claus thể hiện tài năng tiến bịp của mình, nhờ thằng em Ben dọa mà mấy ông cảnh sát, cứu được chồng của Allison thoát khỏi tù đầy. Nhưng mà 49 chưa qua thì năm 3 đã tới. Không sợ đi tù, vợ chồng Allison lại tiếp tục biểu tình đòi uống sting và ăn beefsteak. Ok, thế thì đi ăn beefsteak nào. Beefsteak hôm nay sẽ hơi overcook với nha. Nhóm biểu tình không quật hái được gì lại còn bị cảnh sát lôi ra ngoài. Chồng của Allison thì có diễm phúc được chào hỏi cái rồi cui của công lý, buộc Allison phải dùng năng lực để đuổi tay cảnh sát đi cứu được anh chồng. Điều này làm anh chồng nghi ngờ vì chỉ có hai lý do khiến một cô gái da đen đuổi được một anh chàng cảnh sát da trắng. Một là cô làm điệp viên của chính phủ Mỹ cài vào để phá hoại phong trào người da đen. Hai là cô có siêu năng lực. Thế nào đúng thì đoán xem. Nhưng mà chồng cô không thèm đoán, chồng muốn lấy cô luôn. Tiếp tục lần theo manh mối của Elliot, số 5 dẫn Vania đi tìm Luther, người đang hận đời vì cuộc tình vỡ tan và cũng muốn khuôn mặt của mình vỡ tan như thế. Ông sếp thấy thế thì cho sự nghiệp của mày vỡ tan luôn. Tỉnh dậy sau trận đòn thì Luther thấy Vania bên cạnh, cô báo cho anh về căn cứ gia đình siêu nhân. Tình cũ không rủi cũng tới, Allison gặp lại Luther và biết số 5 đã trở lại. Thế là Luther, Allison và Claus trở về căn cứ của gia đình siêu nhân, còn Vania tranh thủ tìm biệt người yêu. Nhưng thằng bé thiểu năng lại không muốn Vania rời đi, thế là nó lao xuống ao để bắt Vania vớt lên. Và trong khi Vania nỗ lực cứu thằng bé, một chút năng lực của cô đã được chuyển sang cho nó. Sau đấy thì cô cũng trở lại nhà của Elliot. Và thế là Avengers Assemble. À nhầm, ý tôi là Học viện Ozu. Học viện Ozu cái đấy hơi căng ổ à. Và đoán xem họ sẽ làm gì nào. Đúng còn mẹ vậy, họ họp hội đồng quản trị quá nhỉ. Số 5 update tình hình cho cả nhóm rằng Vania mới chỉ biết đại khái về quá khứ bi đát của mình, nhưng có vẻ cô sẽ tha thứ cho mọi người vì cô kiểu khá là lành tính. Bù lại thì lũ anh chị em ăn hại của cô đã fuck nát bét cái timeline. Và sắp tới sẽ có một tận thế mà có vẻ là liên quan đến ông bố Hagrid, vì ông bố này có mặt khi mà Kennedy tỏi. Mà cái sự việc Kennedy chết thì có thể sẽ gây ra tận thế. Nhưng mà tận thế như nào? Như nào thì phải đi hỏi ông bố. Vừa nhắc Tào Tháo thì Hạ Hầu Đôn Trề gửi thư tới. Chính ông bố Hagrid gửi thư mời cả lũ đến tùng trà. Nhưng mà từ từ đã, vì Lila đang ở bên ngoài. Lila quang thính khiến số 5 dí theo cô để dụ anh tới gặp bà già Cruella. Bà già lại đưa offer cho sát thủ giỏi nhì của Commission. Cụ thể công việc là số 5 sẽ hạ sát bọn đầu sỏ Commission để Cruella lại được về làm sếp. Bù lại, bà sẽ đưa gia đình siêu nhân về timeline gốc và tận thế 1963 sẽ không xảy ra. Thế ai là sát thủ giỏi nhất? Xem hết recap đi biết. Thế là số 5 rỗi bỏ đi xem recap luôn. Tưởng thế là xong nhưng Cruella vẫn còn kế hoạch khác. Nhờ con dao mà Lila tháo của Diego, Cruella bày kế để triệt hạ hết các phe. Bà dụ tam tấu Thụy Điển đến cái bẫy chờ sẵn và bùm, tam tấu biến thành sóng tấu. Và cái gì kia? Chính là con dao của Diego. Thế là dàn sóng tấu rơi vào bẫy của Cruella, truy lùng gia đình siêu nhân hòng trả thù. Và chẳng có ai ở đó trừ Elliot, vì bảy anh chị em đã đến gặp ông bố Hagrid. Thế là Elliot lãnh đủ. Bên này thì cũng gãy nhưng mà chưa chết. Cả lũ bị ông bồ dùng độc chiều bí truyền biến học viện ô dù thành lũ con ô hợp. Ông Rapdis kèm punchline kèm phách khiến lũ con cầm nín. Đấy, Diego khóc rồi này. Ông giả dặn riêng số 5, chỉ số 5 thôi vì kiểu nhìn mà xem, thằng Claw thì bị Ben nhập đang lên cơn động kinh, Luther thì khoe chùm lông ngực, Diego thì mẹ Diego. Ông cho số 5 vài lời khuyên kiểu ông bà anh, chậm đi một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Nhưng mà cơ bản là ông già Ha vẫn không giúp lũ con ô hợp. Lúc này thì một giọt nước lã hơn cả ao máu đào. Số 5 đành lật lại lời đề nghị của Cruella, vừa để ngăn chặn tận thế, vừa đổi được một vé về năm 2019. Sơ tong. Thế là cậu lấy địa chỉ từ chỗ của Cruella, rách dìu và chào hỏi thượng tầng của Commission, tóm được con cá vàng và giao cho Cruella. Đổi lại là cái cặp thời gian cho họ trở về. Nhưng mà Cruella bóp giả số 5 vì cái cặp sẽ tự dịch chuyển trong 90 phút nữa. 90 phút thì làm được cái gì hả cái bà già này? 90 phút của đếch đủ để cho Hàn Quốc thắng Việt Nam, cho thêm tí hết phụ đấy. Nhưng Cruella không cho, nên số 5 vội lật đật đi tụ họp mọi người. Nhưng chúng nó bị nhiễm virus hết rồi, sao rời khỏi đây được? Đúng vậy, nhiễm virus tình yêu. Diego thì nặng nặc đòi tìm Lila để nói 2 năm rõ 10.
và anh bị Lila tóm được. Tiện thể Lila dẫn Diego ra mắt luôn bà mẹ Cruella. Vania thì sắp bỏ trốn với bà chủ aka cô người yêu và bị cảnh sát tóm lại vì thời này LGBT chưa được yêu quý cho lắm. Đến cả Ben cũng có cuộc tình giang dở với một cô gái trong giáo phái của Claus. Allison thì cũng còn cuộc tình dở dang với ông chồng đang mất niềm tin vào mình. Được mỗi lù thở là nghe lời đến nơi đúng hẹn. Ở đâu thêm được Claus này. Và tinh tinh hết giờ. Kế hoạch của năm công tòi đúng như Cruella dự tính, nhưng số năm bảo Claus đến tìm Allison và những người khác vì thằng nhóc vẫn còn một kế nữa. Là cái gì? Nhét phần rôm vào nách à? Không, số 5 sẽ cùng Luther đi gặp ông già số 5 vì ông già số 5 được cử đến để đảm bảo Kennedy sẽ chết. Số 5 nhỏ sẽ tháo cái cặp của lão già mà mang 6 cục tạm mà anh gọi là anh chị em trở về. Số 5 và Luther đến gặp số 5. Hồi mày lú quá. Hai thằng số 5 đều nghĩ mình khôn hơn cái thằng kia nên là cả hai lao vào đánh nhau. Xô sát một hồi thì thằng người vượn giúp thằng nhỏ tận thằng già, rồi đẩy thằng già về năm 2019 để các sự kiện phần 1 vẫn diễn ra. Nhưng cái cặp lại hỏng mẹ ơi, mẹ chán thế. Tại nhà của Allison, cô đang giải thích tất cả với người chồng của mình vì tận thế sắp đến và ông Boha thì vừa từ chối giúp lũ con thơ. Allison đang giải thích tỉ mỉ đến nỗi anh chồng sắp hiểu được thuyết tương đối hẹp thì cốc cốc cốc, giàn song tấu Thụy Điển đã đứng ngoài cửa. Chùm gì đôi vợ chồng tí thì chết thì Allison nhanh trí, thân thiện nhờ anh trai Thụy Điển làm gỏi em trai hắn. Thôi xong, song xấu thành độc tấu. Thằng anh Thụy Điển vừa bỏ đi thì cốc cốc cốc, Claus đến tìm Allison theo lệnh số 5 và họ lật đật thu dọn cái xác. Trở lại với Diego, người đang lén tìm thông tin ở Commission. Diego phát hiện vào ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát, tòa nhà FBI nổ tung khiến xe Tổng thống ở gần đó chạy nhanh hơn và Kennedy thoát nạn. Vụ nổ này lại chính là do Vania gây ra. Sao Vania lại đây? Vì cô bị cảnh sát tóm được khi đang cùng người yêu và cậu bé thiểu năng chạy trốn cuộc tình. Cảnh sát nghi cô là gián điệp của Liên Xô. Vì Vania rõ là một cái tên nghe rất Nga, chỉ có ít Nga hơn Ivan và Putin thôi. Và giờ FBI đang tra tấn Vania bằng một liều mai thúy. Trong cơn phê cô là con tỷ phú, tỉnh cơn lú cô nhớ mình là ai? Đúng vậy, bố mày trở lại từ đây, ha ha ha. Thế là vụ nổ xảy ra, cứu Tổng thống Mỹ một mạng. Nhưng vấn đề ở đây là Mỹ quy trách nhiệm cho Liên Xô. Và thế là chiến tranh hạt nhân bị châm ngòi, dẫn đến ngày tàn của nhân loại. Diego dùng cặp thời gian để về nhà của Allison. Khi cô và chồng của Claus đang thu dọn cái xác của em trai Thụy Điển, Diego update tình hình cho cả bọn. Cả ba bảo lại anh chồng vẫn đang ú ớ với tuyết tương đối và họ tới tòa nhà FBI để cứu Vania, người mà bị tra tấn quá nhiều và đã khôi phục ký ức. Ngay lúc cô sắp boom ba là boom thì bọn Diego xuất hiện. Allison hiến xác, Diego hiến xác, cả Claus cũng hiến xác để Ben hiến linh hồn nhập vào xác Vania và khuyên giải em nó. Đoạn này cảm động là tôi sẽ không dốc. Mọi chuyện dừng lại, Vania được thông não, còn Ben thì thông thiên. Đúng rồi, Ben biến mất nhưng mà sẽ sớm trở lại thôi. Ai bảo ký hợp đồng cho dài làm cái gì? Xe của Kennedy cũng đã đến và Kennedy vẫn chết, xong thời gian được bảo vệ và thế là gia đình siêu nhân cứ sống vào 1963 thôi. Hết phim. Không, các ông có nhớ thằng nhỏ được Vania cứu khỏi hồ nước không? Ấn ép nếu nhớ. Nó nhận được một ít tinh thể lấp lánh từ Vania và giờ thì nó đang phát rồ và Vania cần đi cứu nó. Và lần đầu tiên trong cả hai mùa, Học viện Ô Dù đồng lòng giúp em gái. Dĩ nhiên là họ cứu được thằng bé, nhưng Cruella và Lila đã tới cùng một bầy, không, một nông trường đặc vụ. Lila dù yêu Diego nhưng vẫn bị bà mẹ tẩy não, quay sang dí Học viện Ô Dù và trận chiến bắt đầu. Vania vận sức đánh quả giấm không mùi vĩ đại nhất, gãy hết lũ đặc vụ. Nhưng sát thủ mạnh nhất của Commission đã lộ diện chính là Lila, vì cô là một trong số 43 đứa trẻ bất thường với khả năng copy năng lực người khác. Lila đập gia đình siêu nhân lòi cứt. Claus trong cơn bị cực khai phá năng lực triệu hồi người chết. Diego thì điều khiển được đường đạn nhưng mà vẫn đéo ăn thua. Lila sắp giết số 5 thì biết được Cruella chủ mưu tất cả. Nhắc Cruella thì Cruella xuất hiện. Cruella bắn hết, cả học viện và Lila đều tỏi. Bất ngờ Cruella cũng tỏi, ai cũng châu Việt Cường, nhiều tỏi quá. Vì tay độc tấu Thụy Điển đến rồi và vì hắn đã phát hiện Cruella chơi xỏ mình. Nhớ đến lời dạy của ông Bo, chậm chậm lại một giây thôi. Thế là số 5 tua ngược thời gian về vài giây trước, hạ Cruella, cứu sống mọi người. Lila chạy mất, tay độc tấu Thụy Điển cũng rời đi và mọi chuyện kết thúc. Học viện Ô Dù chấp nhận bỏ đạn tất cả, tháo một chiếc cặp từ đám đặc vụ đã chết và trở về năm 2019. Nhưng vớ lỡ, Học viện Ô Dù đã không còn tồn tại. Ông Boha thì vẫn còn sống và nhận nuôi những đứa con khác để tránh cái lũ ăn hại này. Đấy gọi là Học viện Chim Sẻ và trong đó có Ben, vì trước đấy ông Hagrid không gặp Ben. Và đó là kết thúc của Học viện Ô Dù mùa 2. Mùa này thì ai cũng có đất diễn và có câu chuyện riêng, vai trò riêng của mình. Phim đan cài nhiều yếu tố như là hắc nhân quyền, LGBT quyền, tôn giáo, chiến tranh lạnh nhưng vẫn đảm bảo mạch truyện hợp lý. Trừ quả timeline bị ghi đè và Học viện Ô Dù bị mất khỏi năm 2019. Lila đã trốn và tôi hy vọng là cô sẽ xuất hiện lại trong mùa 3 vì kiểu bà này cũng có cặp thời gian. Nhạc phim thì vẫn cháy như phần 1, phê nhất là quả Hello bằng tiếng Thụy Điển. Điều tôi thích nhất ở mùa 2 là chi tiết Vania lấy lại ký ức nhưng mà đã chấp nhận tha thứ cho gia đình mình. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa thay vì lấy lý do là mất trí nhớ và phủ nhận quá khứ. Bởi vì đạo diễn không thể là cứ có vấn đề về Vania là lại đẻ ra một cái timeline mới và xóa ký ức của cô được. Thế thì không chọn vẹn, không vui.
diễn xuất của thằng nhỏ đóng vai số 5 thì miễn chê, đã thấy con đẹp trai. Trailer mùa mới đã có và phim sẽ lên sóng mùa 3 vào ngày 22 tháng 6 này trên Netflix. Sau khi tìm được đường về thực tại ở cuối mùa 2, nhóm anh em Ô Dù đã nhảy về học viện nhờ chiếc cặp thời gian. Nhưng mà bất ngờ chưa, ông Bộ Hà vẫn còn sống và đã nhận nuôi một đám trẻ khác cũng có siêu năng lực. Vì mùa trước thì ông Bộ đã gặp đám Ô Dù trong quá khứ và thấy chúng nó vô dụng vờ lờ, nên ông đổi ý và lập nên học viện mới, chính là học viện chim sẻ. Và sau đây là các thành viên. Số 1, bạn không cần biết họ tên và siêu năng lực vì ông này không quan trọng. Số 2 là Ben, vẫn sử dụng một cái xúc tu loli như các mùa trước. Vì ông Bộ không gặp anh ở mùa 2 nên Ben vẫn được nhận nuôi. Ben hay đi cùng số 7, một khối lập phương mà bạn cũng không cần quan tâm. Số 3 là người bị mù nhưng vẫn có thể xem The Reviewer bằng cách chia sẻ tầm nhìn mấy con quạ mà cô tạo ra. Hơi kiểu cái thằng què trong phim Game of Thrones là gì nhỉ? Hơi kiểu Bran què trong Game of Thrones. Số 4 và số 6 giống số 1, bạn không muốn quan tâm lắm. Cuối cùng là số 5, Sloane, người điều khiển trọng lực. Và câu chuyện của mẫu bà chính thức bắt đầu bằng một trận đập nhau giữa hai học viện. Nhưng bố mày là chim sẻ đi nắng, chống lại bố mày thì không có cửa thắng. Học viện Ô Dù bị đập cho quyền luôn quyền thừa kế. Vania chỉ kịp đánh giấm giải tán hội nghị, rồi chìm cút cùng đám anh em. Cái cặp du hành thời gian bị ném xuống hầm học viện, nơi mà không bất ngờ lắm khi vừa mọc ra một cục xít trong không khí, thứ mà phim gọi là Kugo Blitz. Và nó như một cái lỗ đen phát ra từng đợt sóng, làm bay bầu vạn vật mà không cần sáu viên đá vô cực. Các hào hoán Ô Dù mất chỗ chui ra chui vào thì đánh hướng mắt về con nghiện kiêm giáo chủ của Laws. Và anh kéo cả lũ tới khách sạn Obsidian, nơi anh thường hay lui tới. Mọi người đang ổn định tại nơi ở mới thì Vania khuyên Allison về với con gái, vì Allison đã bị kẹt lại ở quá khứ 2 năm trời và giờ cô có cơ hội gặp lại con gái của mình. Nhưng khi cô lỉnh vào nhà chồng cũ, Allison lại không thấy con mình đâu, và người chồng cũ ở năm 2019 đã kết hôn với ai đấy chứ không phải Allison. Nhận ra con mình đã bị xóa khỏi thực tại, Allison đau khổ trở về khách sạn. Cô chị vừa về thì cô em đi làm loạn. Vania tìm gặp thằng cha số 1 bên học viện chim sẻ, bắt hắn giao ra chiếc cặp hoặc sẽ công khai solo 1-1, không quên flex rằng bà mày là người đẻ ra tận thế hai lần đấy con ạ. Thằng cha số 1 sợ ảnh hưởng danh tiếng nên là nghe lời Vania, hứa sẽ lấy cho cô thứ cô muốn. Anh mò xuống hầm học viện để tìm chiếc cặp, nhưng lại thấy Google Blitz. Bằng một sự ngủ và cái đái, số 1 sờ vào cục shit và bay màu của mẹ luôn. Còn Vania thì trở lại Obsidian, hồi tưởng lại cô người yêu BD mà Vania đã bỏ lại ở mùa trước. Đau khổ và quyết tâm, Vania quyết sống thật với bản thân mình. Cô đến một quán cắt tóc chuyển giới và cắt cho mình một cái tên mới, Victor Hargreaves. Cũng tại Obsidian, mấy anh em Ô Dù đang bổ sung ATP bằng mì tàu và bổ sung DHA bằng cách nghe số 5 thông não. Mà liệu mấy ông này gốc Á hết hả? Dùng đũa siêu ấy. Số 5 giải thích là Commission tha cho họ rồi, không còn tận thế nữa đâu, cứ sống ở đây đi. Nghe xuôi tai nên cả lũ cũng gật gù, nhưng Lila từ đầu tỏi ra, khiểu Diego dí theo. Nhưng Diego lại dính bẫy rồi. Và Lila quăng cho anh một thằng con lớn cộc thèo lều, làm anh há cả mồm. Diego định giày 97, nhưng mà Lila nhanh chân kiểu bố mày không phải thiên an, bỏ lại cục nợ biết đi cho Diego. Trong khi đó, Google Blitz vẫn phát ra từng đợt sóng, làm lạm phát ra thịt bò, xóa đi thần chủ của người ủng hộ chó quyền, cưỡng dâm con heo để bơi ra sóng biển. Lo sau bao biến cố thì muốn rủ số 5 nghỉ hưu non ở tuổi 13, số 5 gù mẹ lưng mới tìm được trốn dung thân nên là cũng ok. Họ nhưng hóa ra Claus lừa nó để đi tìm mẹ ruột của anh chàng, vì từ ngày xưa anh đã tìm được in tư của mẹ ruột của 7 người thông qua những tấm séc mà lão Nghị Quế trả cho 7 chị dậu để bán con. Chịu đi chịu mà không chịu đi chịu. Họ tìm tới địa chỉ của nhà mẹ Claus. Vừa mới hỏi han về mẹ của Claus được tí thì anh được bà dì ruột rúi giúp một quyển sách gì đấy mà tôi sẽ gọi là quyển sổ sinh tử, nghe cho nó nguy hiểm. Chưa giải thích gì thêm thì Claus bị dân làng dí như thể là anh là thằng trộm chó, vì họ nghĩ anh là bay màu đàn bò của họ, thứ mà thật ra là do sóng Google Blitz gây ra. Số 5 và Claus giọt lẹ mà chưa biết trong quyển sổ là cái gì. Luther thì giờ nghĩ là thế giới an toàn rồi nên thôi anh đi chill thôi. Đang chạy bộ bên ngoài thì bất ngờ bị nhóm chim sẻ tóm được. Chúng mang anh về học viện làm con tin vì nghĩ bọn Ô Dù đã bắt cóc số 1 của chúng, vì hôm trước số 3 đã thấy Vania và thằng anh số 1 bàn chuyện gì đấy. Nhưng số 1 bị bay màu bởi Google Blitz rồi còn đâu. Luther bị giữ lại làm con tin và anh ngỏ ý chữa cho số 5 Sloane khỏi hai khối u lành tính. Cô này có u thật nhưng mà là u mê anh chàng khỉ đột. Thế là Luther xa vào lời tình với cô nàng Sloane. Học viện chim sẻ thì thấy Luther đột quá nên nghĩ là chắc là anh cũng không liên quan đến vụ số 1 của hội chim sẻ, nên chúng thả anh về để bày tỏ thiện chí và bảo lũ Ô Dù nhà thằng anh của họ ra. Nhưng số 5 và Claus đã về khách sạn trước sau vụ mất mỏ ở ngôi làng nọ. Bên trong quyển sổ sinh tử là thông tin về cái chết bất thường vào ngày 1 tháng 10 năm 1989. Ngay trước thời khắc họ được sinh ra, mẹ của họ đồng loạt đột tử không rõ nguyên do. Nguyên do là gì thì từ từ nói, nhưng quan trọng là việc này gây ra nghịch lý ông ngoại, phim này nó gọi là ông ngoại. Kiểu một người quay về quá khứ giết ông ngoại trước khi ông ngoại đẻ ra mẹ thì sẽ không có mẹ, nhưng mà không có mẹ thì không có con, nhưng mà không có con thì sẽ không có ai giết ông ngoại. Ông ngoại vẫn sống thì vẫn đẻ ra mẹ, mẹ vẫn sống thì đẻ ra con, và con lại về giết ông ngoại. Không biết là con có giết ông ngoại hay không, nhưng mà bọn số 5 đã làm gì đó về cái timeline này và gây ra nghịch lý. Và kết quả là cục shit Google Blitz dưới hầm học viện. Thế là cả lũ loạn hết cả lên. Allison thì nằng nặc đòi mang con gái trở lại. Luther thì vừa được bọn chim sẻ thả về nên cũng chả hiểu mối tê gì. Diego thì đang chật vật với thằng con rời đánh. Được cái là Lila cũng vừa về Obsidian, nên số 5 muốn mượn tạm cái cặp của cô để về Commission tham khảo ý kiến chuyên gia.
Lila thì có hai cái cặp thời gian nhưng mà chả cái nào dùng được. Lila đã ở đâu và làm gì và vì sao cô lại có tận hai cái cặp thì giờ tôi kể. Thực ra là cô đang đi ăn chơi các thứ thì cái cặp thời gian của cô bị hỏng nên là Lila đến học viện chim sẻ và xoay sở để tháo cái cặp thời gian ở tầng hầm. Chắc là cô định đi đu đưa đi nhưng mà hai cái cặp đều bị hỏng nên cô mới về Obsidian với chồng con. Thôi thì mèo mó có hơn không, miễn cưỡng phối hợp với chị dâu Lila, số 5 thành công nhảy tới Commission, nơi bây giờ đã tan hoang đổ nát, tác phẩm của Google Blitz vì nó kéo sập cả không thời gian. Nhờ cuốn cẩm nang gốc do đích thân ông trùm của Commission biên soạn, số 5 và Lila mò xuống hầm đánh nạn, nơi trú ẩn sau cùng của người sáng lập Commission và là người duy nhất có thể có giải pháp cho nghịch lý ông ngoại. Nhưng bên trong căn hầm lại là một số năm đã già hom hem, đang thoi thóp trong cái bồn đông lạnh. Đã thế lại còn không thể gãi mông bằng tay trái. Hóa ra là chính số năm đã tạo nên Commission để bảo vệ dòng thời gian. Ông già số năm nói gì đó về miền quên lãng. Ông còn bảo thêm là thôi đừng cố trả được cái gì đâu, kệ mẹ đi. Rồi ông quy tiền luôn, phát hiện ra hình xăm lạ trên ngực ông già. Số 5 bèn xin miếng da non và trở về năm 2019, nơi mà đám chim sẻ đã hết kiên nhẫn với anh em ô dù và kéo nhau tới Obsidian để đói người. Anh em ô dù thì không cân nổi bọn quái này, nhưng mà tao thì có. Một ông già bí ẩn lên tiếng, đá một quả sấm âm thổi bay đám chim sẻ. Số 5 Sloane thì được Luther cứu, số 4 và số 6 vong mạng, còn lại Ben, số 3 và số 7 thoát được. Đây là lý do tôi bảo không cần quan tâm bọn chim sẻ. Ông già chưa kịp bổ thêm nộ lòng cước thì Victor đã nhận ra tác phẩm của mình. Đấy là thằng bé thiểu năng của mùa trước, tên là Holland. Cuối mùa trước khi Victor rời đi, hai mẹ con Holland cũng chuyển đến nơi mới. Thằng nhóc Holland thì liên tục bị bắt nạt và bộc phát năng lực. Người qua mài giũa thì thành người tài, năng lực qua mài giũa thì trở nên mạnh mẽ. Nhiều năm sau, khi bà mẹ Holland, aka người yêu cũ của Victor qua đời, phần vì quá đau khổ, phần vì Holland cảm nhận được Victor nên ông đã đánh giấm để liên kết với Victor, đánh mạnh tới nỗi lòi mẹ bù trĩ ra ngoài. Ngày hôm đấy chính là ngày 1 tháng 10 năm 1989. Và những người Holland liên kết được lại là các bà mẹ của học viện Ozu khi họ chưa kịp sinh nở. Và thế là họ đi ngắm gà luộc nguyên con. Holland chính là nguồn nhân cho nghịch lý ông ngoại này. Victor phát hiện ra vụ này nhờ phản ứng của Holland với quyển sổ sinh tử mà Klaus đem về. Tiên trách kỷ hiệu trách nhân, trùng quy lại là tại Victor tiếp nên cậu muốn dẫn Holland chạy trốn. Vì ở dưới nhà, Sloane và Luther đang muốn giao nộp Holland, aka người vừa giết số 4 và số 6, để bắt cầu ô thước cho hai bên gia đình kết thông ra vì Luther và Sloane mê nhau lắm rồi. Allison thì không ship cặp Luther và Sloane vì trước đây cô và Luther đang hơi thích nhau, đang đau khổ vì mất con xong rồi Luther lại quay sang yêu Sloane nên Allison dùng năng lực lên người Luther luôn. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Nhưng thấy Luther nhảy môi cô đào quá, Allison bỏ lên phòng và bắt gặp Victor và Holland đang chuồng đi. Thế là cô đi cùng bọn Victor và Holland. Luther bị Allison bỏ bùa thì sốc vỡ lờ, chuyển cái mẹ hậu khẩu sang học viện chim sẻ với nàng thơ Sloane. Hài, tình yêu. Allison, Victor và Holland trốn đến cái chỗ đích nào đấy với kế hoạch thu lại năng lực của Holland. Rồi Victor sẽ tìm cách đàm đạo với học viện chim sẻ. Năng lực của Holland thì vẫn là đánh giấm nhờ hấp thụ âm thanh, nhưng mà ở tầm cao hơn của Victor, nên là Victor bị ngất đi sau khi tiếp nhận năng lực. Holland thì khôn 30 năm dạy một lời, phọt ra cái tin ông đã ngộ sát mẹ của bảy anh em Ozu, khiến họ không tồn tại trong timeline này, đẩy Allison vào cảnh một cô con gái. Thế là Allison lôi Holland tới học viện trong tình trạng ngưng hô hấp. Oan dài ngõ hẹp, Allison lại gặp lại Luther mới hay. Bố mày khinh. Giờ thì đá qua Diego và thằng con nghịch ngợm. Diego chán việc trông trẻ nên đá thằng con sang cho ông chú Claus và bắt hai chú cháu đi lau dọn khách sạn. Đưa cái thằng quý tử mặt mũi sáng láng mà lòng dạ lại hiểm sâu. Trong khi hai ông nhõi đang nghịch ngợm ở một căn phòng tên là Châu Trắng, thằng nhóc lỡ tay bắn chết ông chú Claus bằng cây phóng lợn. Thế là nó mua acid về định phi tang cái xác luôn. May mà Diego phát hiện kịp thời. Dù đau buồn nhưng nó vẫn là con anh nên Diego cùng thằng con vác xác Claus xuống để báo cho mọi người. Claus sau khi gãy thì lên thiên đàng, nơi có một cánh cửa quen thuộc. Bên trong là cậu nhóc Claus đã chết vì những hồn ma ám ảnh cậu. Chợt ông Boha bước vào lẩm bẩm về thời gian cậu chết. Thế là Claus chợt nhớ lại những lần anh đã thực sự chết và được tái sinh ngay sau đó nhờ năng lực của mình. Thế là Claus tỉnh dậy hù bọn Diego té đái. Vừa lúc đấy thì số 5 và Lila trở về. Diego và Lila tranh thủ blablabla trong phòng Châu Trắng. Claus thì tâm sự về thằng em số 5 vì số 5 có vẻ đang chán cứu thế giới và chính ông già số 5 cũng bảo là đừng có cứu thế giới nữa. Khi số 5 show ra miếng da non cậu xin được, Claus nhìn phát biết ngay nguồn gốc hình xăm là chỗ mà anh hay mua kẹo ke Mai Thúy nên số 5 thử tới đấy xem là kiếm được gì. Và cậu kiếm được con khỉ giả Bogo, aka cha đẻ của hình xăm. Bogo tiết lộ mấy hình này là từ nghiên cứu phép thuật gì đó của ông Boha và có liên quan đến một thứ gọi là miền quên lãng. Nghe phong thanh thì đó là lý do Ha tạo ra học viện chim sẻ. Bogo biết vụ này vì ông vẫn làm quản gia của học viện cho đến khi bị đá vì không nghe lời ông già Hagreaves. Số 5 nhờ Bogo đóng các hình xăm lên ngực để hoàn tất vòng tuần hoàn. Rồi cậu xôi xéo về khách sạn. Claus sau khi nói chuyện với số 5 thì mau đến tìm ông Boha Greaves để khai sáng năng lực hồi sinh. Dĩ nhiên là anh dễ dàng lẻn vào học viện vì đây là nhà anh mà. Được cái là ông Boha Greaves tình cảm dẫn anh đi chơi ném bóng trên quốc lộ 1A khiến Claus sống dở chết toàn thây dưới đầu xe tải. Rồi ông dắt Claus đến nghĩa địa cho quen mùi ma quỷ và động viên anh vượt qua nỗi sợ của mình. Claus vượt qua hết mấy bài kiểm tra của ông Bo thì quay sang quý lão già ra mặt.
Nhưng mà lão lừa đấy. Vì hai Greens có một âm mưu khác liên quan đến miền quên lãng. Miền quên lãng là gì thì đây, Diego cho bạn xem. Sau khi với Lila tại phòng Châu Trắng, hai người phát hiện ra mật đạo trong căn phòng. Mò vào bên trong thì nó thông sang một căn phòng gần như là y hệt. Khi xuống tới sảnh thì Diego nghịch ngu, mắm môi mắm lợi bấm cái chuông ở quầy. Và cái giá là hai ngón tay của anh. Một con quái vật dí theo họ. May mắn lắm cả hai mới kịp thoát ra ngoài, nơi thằng con đang đứng chờ. Và đếch con thằng con nào cả, vì sóng Google Blitz vừa thổi bay nó. Nhưng mà đếch sao, vì thằng này không phải con của Diego. Vì Lila mượn tạm thằng này ở một chỗ người bạn. Yên tâm, còn nhiều người chết, một hai nhân vật phụ lo gì. Thôi đến giờ về nhà rồi. Luther đã về đến khách sạn, báo rằng học viện chim sẻ muốn hợp tác để chống lại tận thế. Vì đám Ben đã phát hiện ra Google Blitz, cả hai phe tụ hội tại học viện. Victor cũng đã mò về và biết chuyện của Harlan. Định battle rap với Allison thì Allison bảo ngậm mồm vào. Victor lại sợ quá nên là cậu ngậm luôn. Nhưng mà Victor vẫn hơi cay. Cả đám kéo nhau xuống hầm. Sau một vài thao tác đơn giản thì họ nhốt được Google Blitz vào người của khối cầu số 7. Đấy, xong, ăn mừng thôi. Sau khi nốc một đống rượu thì Lila tiết lộ cô có thai thật, làm Diego đờ mẹ luôn. Ừ thì anh không có 5 triệu nhưng mà anh có lòng yêu thương. Luther cầu hôn Sloane và cô đồng ý ngay. Hội chim sẻ còn lại thì đang cứ chiêu chia ly các thứ. Thì bất ngờ số 7 phát nổ, Google Blitz quay trở lại. Số 3 bay màu, học viện cũng sụp nên cả lũ chạy về Obsidian, nơi ít bị ảnh hưởng nhất. Và giờ thì chẳng còn cách nào để ngăn tận thế được nữa. Thế là Luther và Sloane làm một lễ đính hôn, mời mọi người tham dự. Nhưng mà siêu anh hùng thì phải cứu thế giới. Ông Bohan đã quay trở lại cùng thằng con này đã hết ăn hại, Klaus. Nhưng mà Luther thì nách ưa ông già, đúng hơn là cả lũ chả hay ưa ông già cả, nên ông bị đá ra ngoài. Lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, nhà trai nhà gái ai cũng cười thật tươi. Và mọi người chấp nhận thôi, không cứu thế giới nữa. Nhưng ông già Hà vẫn chưa bỏ cuộc, vì ông cần phải cứu người vợ đang bú formalin 24/7 trên mặt trăng. Tức là bà ấy đã chết và đã được ướp xác ấy, học hóa tí đấy. Nhưng mà thế thì liên quan gì đến tận thế? Thế là ông Bồ Hà bắt đầu kể chuyện cổ tích. Đại khái là tròn bắt đầu có 7 ngôi sao, ngọc rầm có 7 viên, gia đình có 7 đứa con. Tất cả là parody của 7 con dấu thần thánh trong miền quân lãng. Ông Bồ đã tìm thấy cánh cổng báo đó từ ngày xưa và đã cho xây khách sạn Obsidian tại chỗ đó. Ông từng thử cho người vào tìm con dấu, nhưng không ai vượt qua được lũ quái gác cổng. Đấy là lý do ông cần lũ con siêu nhân. Ben và Claude thì theo ý ông Bồ, nhất là Claude vì giáo vụ ma quỷ anh quý ông già vãi đái. Allison cũng theo vì cô đã sớm giao kèo với lão già với hy vọng có thể mang con gái mình trở lại. Luther và Sloane thì muốn sống nốt những ngày còn lại yên bình. Victor cũng chọn ở lại dù cậu đã hết cày vụ Addison vặn cổ Harlan. Cũng khá là dễ hiểu vì thế giới thì đã tàn rồi, làm gì còn phép bầu nào cứu được mọi người nữa. Diego và Lila để mỗi người một phe và là phiếu quyết định nằm trong tay số 5, người rất nghiện cứu thế giới. Nhưng mà cậu lại nhớ lại lời phiên bản giả nua rằng kệ mẹ thế giới đi, nên số 5 chọn ở lại chấp nhận số phận đi lão già. Nhưng mà lão già chưa chịu đầu hàng. Ông gọi Luther vào phòng Châu Trắng, xin lỗi các thứ vì một lão già Hargreaves ở timeline gốc đã cay nghiệt với anh. Đang tình cảm thì lão xin anh luôn, chỉ để làm chất xúc tác cho mọi người vào miền quên lãng. Mọi người phát hiện ra Luther đã chết, nhưng bị ông Boha dắt mũi là do lũ các cổng gây ra. Google Blitz cũng sắp phá hủy Obsidian, thế là cả lũ xông vào miền quên lãng đúng như kế hoạch của lão già. Nhưng mà không phải cả lũ, vì lão đã chặn cửa không cho Klaus vào cùng, vì nghĩ anh vướng chân vướng tay. Thế là Klaus đi luôn cùng Luther. Tiến vào miền quên lãng, số 5 ngửi thấy mùi thum tủm, bị rõ ràng là Klaus đi sau họ nhưng mà ông Mô bảo là nó không kịp vào. Nhưng mà gác lại đã, vì cả lũ phải chia nhau ra để đi tìm mấy ký tự con dấu thần thánh. Luther và Klaus đã ngồi xem The Reveal trên thiên đàng thì Luther chợt nhớ ra là cô vợ Sloane đang ở cùng lão già Ha, nên là anh tẩn Klaus một trận để ép hắn trở lại trần gian và cứu mọi người khỏi tay ông già. Và Klaus comeback rồi đây bố ơi. Nhưng mà ông già không quan tâm, ông rung chuông gọi bọn gác cổng và đại sảnh tối sầm lại. Lũ gác cổng xuất hiện và dí theo mọi người. Nhưng mà lần này thì không ai mất hai ngón tay. Victor và Lila đánh giám hạ một tên, số 5 cùng Ben và Sloane hạ một tên khác. Cả lũ trở về đại sảnh để chửi ông già Ha. Tiện thì Klaus spoil luôn, chính lão đã giết Luther. Nhưng số 5 đã phát hiện điều gì đó trong cái đại sảnh u ám này. Mà khoan, có ba con quái cơ mà nhở. Con quái gác cổng còn lại xuất hiện, bắt số 5 trả giá cho trí khôn của mình bằng cánh tay phải của cậu. Đang ban căng thì Luther xuất hiện, tẩn con quái một trận, xong anh lại biến mất vì Klaus gục rồi. Số 5 sau khi cầm máu thì tiết lộ mấy ký tự ẩn trên sàn nhà chính là chìa khóa. Khi 7 người đứng vào 7 vị trí thì căn phòng của chúa được khởi động với một bảng điều khiển ở góc và bắt đầu hấp thụ đồng tinh trùng lấp lánh, khiến cả lũ méo cả mồm như bầy nhện trúng gió. Nhưng mà ông Bồ mặc kệ, cứ bấm bấm ở chỗ bảng điều khiển. Allison đứng ngoài thì muốn cứu anh chị em của mình, nên là cô phảng chết lão già. Nhưng mà rồi lại nhớ tới con gái, nên Allison bấm cái nút cuối cùng. Victor thì tin cô chị nên là không đánh giá ngăn cản Allison. Và thế là cả lũ bay màu. Nhưng mà chưa bay hẳn, họ anh em Ozu cộng Nila và Ben 10 xuất hiện tại một công viên nào đấy. Và có vẻ thế giới đã bình thường trở lại, và cả thân hình của Luther nữa. Mọi năng lực cũng đã biến mất. Cả lũ giải tán và tìm cho mình một cuộc sống mới.
Ông Boha thì giờ đã hồi sinh với người vợ của mình. Còn Allison thì sao? Cô trở về nhà và gặp lại đứa con gái nhỏ, gặp lại luôn anh chồng vào năm 1963. Và đó là kết thúc của Học viện Ozu mùa 3. Về cái kết của phim, có vẻ căn phòng của Chúa cho phép reset lại thế giới, hồi sinh người chết, đồng thời cho phép mang con người từ các mốc thời gian khác nhau. Tôi nghĩ đây là một nước đi hơi vội của ông đạo diễn, kiểu tạo ra một căn phòng của Chúa với tỷ thứ quyền năng để đáp ứng hết những mục đích của mọi người để kết phim có hậu nhất có thể. Và khi mọi nhu cầu được đáp ứng thì tôi nghĩ là sẽ khó có mùa 4 của Học viện Ozu, vì còn gì mà khai thác nữa đâu. Nhưng mà thôi, kết như vậy cũng trọn vẹn. Đừng quên đăng ký The Reviewer, vui vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng thối tai, nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.